Hãy đến ngay với chúng tôi này, Five Star English, cùng vào lớp Anh ngữ năm sau này. We got what you need. Ở đây có rất là nhiều cơ sở vật chất như là phòng studio, thư viện và câu lạc bộ âm nhạc. Đây là cái việc học ở đây nó khá là thoải mái và nó không bị khó bỏ khó. Rất vui và hào hứng khi được bố mẹ cho đến trung tâm Atlantic, trung tâm dạy tiếng Anh hàng đầu Việt Nam. Five Star English, một công ty thuộc tập đoàn giáo dục Atlantic,